Chiều ngày 14 tháng 6, Công an huyện Bát Sát phối hợp với các lực lượng chức năng xã Quang Kim kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Kim. Trên địa bàn xã Quang Kim hiện có 74 hộ kinh doanh dọc tuyến đường tỉnh lộ 156B, khu vực chợ Bản Tin thôn Làng Quang và chợ Xép thôn Kim Tiến. Tại các khu vực này có nhiều hộ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ công tác đã xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, căng che bạt, ô dù, mái hiên, biển quảng cáo, các trường hợp đậu đỗ xe trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tiến hành thu giữ 3 biển hiệu bán hàng, nhắc nhở 7 trường hợp để xe dưới lòng đường, 2 hộ để vật liệu xây dựng trên vỉa hè, nhắc nhở 11 hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Thời gian tới, Công an huyện Bát Sát, đội quản lý trật tự đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành giải tỏa các tụ điểm phức tạp về trật tự công cộng, trật tự đô thị, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện.